hôm nay thì sở in Minh Hà sẽ giới thiệu đến các bạn đó là quyển dây vi băng màu. Đây là cái quyển mã màu bên mình hiện tại đang có dùng để in. Quyển mã màu này gồm sẽ có 4 trang các bạn nhé, và nó sẽ có mã màu ở trên đây. Hiện tại thì trên tay mình nó chính là mã màu 1075. Đây là cuộn dây ri băng, các bạn có thể nhìn thấy đây ạ, color 1075. Và đây chính là cuộn mã màu mà mình đang in cho các xưởng. Sau đây thì sở in Minh Hà sẽ giới thiệu cách các bạn buộc hộp quà bằng dây ri băng. Mình đã in thử một đoạn dây ri băng cho cái mã màu 1075 này rồi. Đây là khổ băng 2,5cm các bạn nhé. Và chúng ta sẽ buộc như sau. Với dây ri băng mà có chữ thì bao giờ cái mặt chữ chúng ta sẽ để ở dưới, để khi mà chúng ta buộc xong thì chữ nó sẽ ở ngoài là vừa. Các bạn sẽ đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cách các bạn, và chúng ta sẽ đo băng để rồi được bao nhiêu. Chúng ta sẽ đo bằng 4 lần chiều dài cái chiều ngắn của hộp bạn nhé. 1 này, 2, 3, 4. Việc đo bằng 4 lần chiều cánh của hộp này sẽ giúp cách các bạn là tiết kiệm được băng, để chúng ta buộc băng nó không bị lãng phí. Với lại dây ri băng mà có in chữ thì bao giờ chúng ta sẽ đặt mặt chữ ở dưới, để khi mà buộc xong thì mặt chữ sẽ ra ngoài. Chúng ta sẽ làm như thế này, và các bạn sẽ sẽ cân làm đôi dây ri băng như thế này cho mình nhé. Chúng ta sẽ cân làm đôi dây ri băng như thế này cho mình, để khi chúng ta buộc thì cái hộp của nó được cân. Như các video lần trước thì mình còn dẫn cách các bạn, đó chúng ta sẽ luồn ở dưới cái luồng dây xanh như thế này, và chúng ta sẽ thắt luôn một cái lơ, chúng ta sẽ thắt luôn một cái đường cố định để cho bản thân băng nó không bị di chuyển, thì chúng ta sẽ tạo được lơ được dễ dàng hơn. Sau khi mình đã thắt được lơ như thế này rồi thì các bạn sẽ chú ý cái bước này, mình sẽ quay chậm nhé. Các bạn tạo lơ ở tay trái này, tay phải thì bao giờ cũng là cái phần có băng các bạn cho lên đằng trước, luồn qua đằng sau cái lơ này. Và đến đây các bạn nhớ lại uốn cho mình cái lơ có ý chữ ra mặt đằng trước. Và đến đây thì tiếp theo chính là công đoạn kéo thả. Các bạn sẽ kéo thả để sao cho cái lơ được đẹp nhất. Đấy. Và chúng ta sẽ nắn chỉnh thôi. Với loại lơ ri băng mà có in chữ thì nó sẽ khó hơn so với loại thông thường, đó chính là các bạn làm thế nào để cho mặt chữ của nó phải hiện ra đằng trước lơ như thế này. Và các bạn đã hoàn thành xong một loại lơ ri băng rồi. Cái mặt này thì mình đã cắt hình đuôi cá này, và cái mặt tiếp theo này thì các bạn cũng cắt hình đuôi cá tương ứng để cho lơ được đẹp các bạn nhé. Chúng ta nhớ cắt bằng kéo thật là sắc. Như vậy là sở in Minh Hà đã hướng dẫn cách các bạn một lơ ri băng xong rồi. Và ở đây các bạn có thể căn chỉnh cái lơ ri băng này theo yêu cầu và kích thước của hộp. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.